cái số này. Thank you.
Sí. Chào các bạn quay trở lại với phần bình luận của Hương Gọi cho Magic Last Show trong giải của Man Up tháng 6. Trên màn hình các bạn là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Rồi rất tốt Tuấn Con. Cú đưa ba tương đối tốt của Tuấn Con. Hợp lệ đối với vật của chị bóng rất cao. Hề Mi cũng mặc dù là với một cú đưa ba hợp lệ, tuy nhiên thì chúng ta thấy cái quả bi đầu tiên, bi số 2 đang bị khóa ở bi số 5. Không biết là Tuấn Con sẽ thực hiện một cái cú cộng bi hay là sẽ thủ. Không thành công rồi. Cú đánh rất mơ hồ về cái ý tưởng. Cái cú đánh này thì tôi cũng chưa kịp cảm nhận xem là Tuấn Con có cái ý tưởng gì. Trong ít phút ngồi nghỉ ngơi ăn trưa, Hương Còi cũng chưa kịp bắt nhịp với trận đấu đang rất hot trên bàn TV Table. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy được cái diễn biến của trận đấu thông qua tỷ số của hai cầu thủ này. Quang Huy đang có phần lợi thế hơn với cái việc dẫn trước tỷ số là 2-1. Cầu thủ chuyên nghiệp đánh động cơ tới 8. Ok, anh Tú đã to hơn chê. Chắc mình biết phải cầm. Chị Hương Còi thì vừa nghỉ ăn trưa xong, sức khỏe bây giờ thì rất là khỏe, tuy nhiên thì căng ra bụng trùng ra mắt, cho nên là có thể là trong đó cái lý do mà khiến cho cái âm lượng có thể qua mic nó nhỏ hơn. Rồi các bạn hãy check lại mic giúp Hương Còi nhé. Đã nghe tốt hơn chưa? Đấy, hình ảnh thì qua cái điện thoại của Hương Còi thì Hương Còi thấy là rất nét rồi. Và một bài các bạn khán giả thì có nói rằng là mic chưa được ổn, các bạn hãy check lại giúp nào. Rồi thì vừa check mic thì Hương Còi cũng đã vừa thực hiện cái thao tác chia sẻ cái phần phát trực tiếp này về tường, và Hương Còi vẫn kêu gọi tất cả các quý khán giả chúng ta hãy ủng hộ cho giải đấu, các cơ thủ, và đặc biệt là chúng ta share cái phần này về tường để giúp cho Magic Blast Shop truyền thông tới toàn thể các quý khán giả. Ok, Nguyễn Anh Tú, anh Tú Nguyễn Tuệ Tâm, chính xác rồi. Quang Huy là một cầu thủ có lối chơi cực kỳ nhiệt huyết. Đây là một trong những cái lợi thế quan trọng của Quang Huy. Đấy, cái thế mạnh của Quang Huy. Cái sự tập trung cao độ của Quang Huy được thể hiện qua từng cái cú đánh. Và cái lửa ở trong con người Quang Huy, Hương Còi cảm nhận được truyền qua cái cây gậy và tác động tới cái những cái quả bi một cách rất rõ ràng. Một cú đánh bằng trái tay ở cái góc má phanh mỏng cực kỳ khó chịu. Để giữ xịt ở cái khoảng cách này cũng không phải đơn giản. Chính xác rồi, Quang Huy đã lựa chọn cái cú đánh vai băng.
có thể đánh giá đây là một cú đánh tương đối tốt với cái má bi vênh mỏng rất khó chịu, và đặc biệt là Quang Huy đã phải thực hiện bằng cú đánh trái tay không phải tay thuật của mình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là bi cái với bi số 8 đang nằm tương đối vênh. Có vẻ đây sẽ là một cú đánh đè dưới thấp tâm bi một chút, đi hai bằng, mở góc điều bi số 9 cùng lỗ với bi số 8. Tuệ Tâm hay Quang Huy là một cơ thủ thực ra thì cũng đã có tên tuổi rồi, cũng không phải là bắt đầu từ giải Winner Take All đâu, mà thực sự là Quang Huy thì trong mỗi một cái trận, trong mỗi một cái giải đấu thì chúng ta cũng đều thấy rằng để có thể tiến tới được thành công ấy thì phải có mồ hôi và nước mắt và thậm chí là một chút cái ánh sáng. Và ở đây thì Hương Còi nói cái từ ánh sáng tức là một cái chút may mắn đối với các cơ thủ. Và trong cái Winner Take All thì Quang Huy cũng đã rất xuất sắc, cùng thêm một chút may mắn theo cái yếu tố người ta nói rằng là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đã giúp cho Quang Huy chiến thắng trước rất là nhiều các hảo thủ trong làng bia Việt Nam. Chúng ta đánh bia thì thực ra những con bia cuối cùng ấy thì thông thường là hay được miễn. Tuy nhiên thì chị Hương Còi thì thiết nghĩ rằng là cũng không nên miễn làm gì. Và chị Hương Còi trong khi đánh chị Hương Còi cũng không thích miễn, bởi vì có những cái quả khi mà miễn khi lại không, nó cũng sẽ làm cho chúng ta bị phân tán cái sự tập trung của chúng ta và rất là dễ lỗi với những cái quả bi sau cùng. Cho nên là tốt nhất là chúng ta cứ chủ động cái quả bi của chúng ta. Một cú D3 hợp lệ với 2, 4, 6, 8. Như vậy có một bi rơi xuống lỗ và hai bi về bếp. Với lượt chìm bóng sức cao thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những cái quy định khác với lượt chìm bóng xếp thấp. Trong khi chìm bóng xếp thấp thì cái bi số 1 là bi đầu tiên trong cái hình quả chám thì sẽ đứng ngang với cái chấm thứ 2 ở trên bàn. Tuy nhiên thì với chìm bóng xếp cao thì bi số 9 sẽ nằm ở cái vị trí thay cái bi số 1 mà chúng ta vừa nói tới. Và cái cú đề 3 người ta cũng đòi hỏi rằng là phải có ít nhất một bi ăn và có ít nhất hai bi về chấm 2 tính từ vạch phá. Trong chìm bóng thì một trong những cái điều đặc biệt khác với 10 bóng đó chính là chúng ta được quyền ăn rùa. Tức là chúng ta có thể đánh một lỗ, nhưng ăn một lỗ bất kỳ. Tuy nhiên thì với 10 bóng thì chúng ta ăn bất cứ một quả bi nào thì chúng ta đều phải báo lỗ. Nếu mà nói về cái độ khó trong 9 bóng và 10 bóng thì với cái luật thì chúng ta thấy là nó cũng luật của 10 bóng chặt chẽ hơn và có nhiều cái yêu cầu cao hơn. Thậm chí là cái số lượng bóng ở trên bàn thì chúng ta thấy là có thêm một quả nữa thôi. Tuy nhiên cái hình bi thì nó lại rích rắc và phức tạp hơn. Tuy nhiên thì không có nghĩa rằng là cái nội dung pool 9 bóng không thú vị. Và thậm chí thì chị Hương Còi còn thấy là cái nội dung 9 bóng rất là thú vị, bởi vì chúng ta cho ăn rùa. Và cái việc ăn rùa cộng với cái việc là với việc phá 9 bóng thì nó cũng rất là thuận với những các bi, thì chúng ta sẽ được chứng kiến những cái kỹ năng cũng như là cái diễn biến, nó có những cái diễn biến trong trận đấu nó phức tạp hơn, xoay chiều nhiều hơn, thú vị hơn đó. Vì chúng ta thấy là một cái cơ thủ mà khi bị dẫn sâu, nếu mà đánh 9 bóng ấy thì cái khả năng để có thể bật lại là cao hơn rất là nhiều so với cái nội dung 10 bóng. Và tôi vẫn thấy cái trạng thái tham gia thi đấu của Huy Đen như mọi khi, một cái trạng thái thi đấu cực kỳ tập trung, kỹ càng, cao độ.
Trước khi đánh những cái giải đấu này thì Huy cũng có chia sẻ với tôi rằng là em sẽ tham gia tất cả các giải đấu có ở Hà Nội này, có trước khi vòng 2 vòng chung kết quốc gia diễn ra tại Cần Thơ. Huy nói rằng là Huy cũng muốn tập luyện lại cái tâm lý thi đấu, cái nhịp độ thi đấu thông qua những giải đấu này. Đây là một trong những cái kinh nghiệm và Hương Còi cũng xin chia sẻ nó như là một cái lời khuyên của một cái cơ thủ với chúng ta. Chúng ta có rất nhiều những hình thức tập luyện khác nhau, tập luyện bi đơn, tập luyện kỹ năng, và cái môi trường đấu giải cũng là một trong các môi trường rất tốt để giúp chúng ta rèn luyện. Số lượng khán giả thì cũng dần tăng lên rồi, và Hương Còi vẫn rất mong các quý khán giả của chúng ta sẽ ủng hộ cho cái phần phát trực tiếp này bằng cái việc chúng ta tiếp tục chia sẻ cái phần phát trực tiếp về tường. Rồi, với cái mặt anh như thế này không biết là có vẻ như Quang Huy đang muốn dìm như quả cái có cái sự va quẹt nhẹ vào cái má mỏng của bi mục tiêu số 8. Không phải là má bi số 8 mà là má bi số 9. Đã không thành công rồi. Cái ý tưởng của Quang Huy rất là hay trong cái tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì cái quả cái của Quang Huy đang nằm rất sát với băng, chỉ cách băng có khoảng tầm 1 phân thôi. Và cái cú ra tay đó đã bị ảnh hưởng từ cái băng. Xử lý kỹ thuật đã không thành công. Một cú trô có vẻ hơi quá lửa của Tuấn Con. Nói về cái cú trô thì Tuấn Con là một chàng trai trẻ có những cái kỹ thuật cá nhân rất tốt. Và các bạn cũng có thể quan sát cái cú trô của Tuấn Con. Tuấn Con ra không cần về cái tốc độ quá nhanh, nhưng mà dài ngọn và trục gậy đi cực kỳ thẳng và tiếp xúc dưới tâm bi. Rồi, cú đánh rất êm ái. Cần mạnh thì có mạnh, cần nhẹ thì có nhẹ. Với cái đôi bàn tay của Tuấn Con thì Tuấn Con rất dễ dàng để có thể điều tiết cái quả cái. Chúng ta chỉ có chờ đợi vào cái sự bắt nhịp của Tuấn Con và sự kỹ càng của Tuấn Con. Tuấn Con có kỹ càng hay không thôi. Rất tốt một cái cú ra tay bi số 8 là không có một chút ba việc. Dương Trường ơi, cái việc học PA thì dĩ nhiên là chúng ta được học thì sẽ phải hơn người không học rồi. Cái việc mà chúng ta luyện tập thì cũng chắc chắn thường xuyên luyện tập nó phải hơn những cái người chúng ta không ít luyện tập rồi. Ngay thậm chí như bác Hồ có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là tự tôi ngày nào cũng tập. Như vậy để chúng ta có thể biến tất cả mọi thứ mà chúng ta có thành cái kỹ năng, tức là nó đi vào chính cái phản xạ của chúng ta ấy, thì chúng ta cần phải có cái sự rèn luyện thường xuyên. Và cái rèn luyện này nó cũng phải mang một cái thái độ là nghiêm túc thật sự, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 hay là không liên tục, hay thái độ chúng ta rèn luyện thì cho nó coi như là có. Một điều nữa là Hương Còi cũng xin phép chia sẻ là với PA thì có rất nhiều bạn nghĩ rằng là chúng ta có thể đánh ngày 1, ngày 2 thì chúng ta sẽ thành tài được. Chúng ta xem qua phát trực tiếp thông qua cái màn hình TV hay màn hình điện thoại chúng ta thấy là rất dễ dàng. Tuy nhiên thì để chúng ta bước vào cái nội dung với cái bàn PA như thế này thì tất cả những cái mà chúng ta sử dụng trên cái bàn đó đều là đòi hỏi những cái sự tinh tế và kỹ lưỡng.
Cho nên là chúng ta cũng cần tư duy rằng là không thể ngày 1, ngày 2 mà chúng ta có thể thành thạo được, mà nó là cả một cái quá trình. Xin chào anh Đỗ Đức Hiệp. Không, ở đây là em chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình thôi. Bởi vì ngay bản thân em, mình chơi bia mười mấy năm rồi, nhưng mà có những cái sai chúng ta mắc phải cũng chẳng bao giờ nhớ. Nếu như mà cái việc rèn luyện, những cái việc đương nhiên, không chỉ đối với các bạn nghiệp sư hay hỏi câu nói này, câu hỏi để đâu, mà hàng ngày được tiếp xúc với các cơ thủ chuyên nghiệp thì người ta chuyên nghiệp nhưng người ta hàng ngày hàng giờ người ta vẫn phải luyện tập bình thường. Thế thì không có cái lý gì mà mình nghĩ rằng là một ngày một, ngày hai mà mình có thể thành thạo cái kỹ năng đó được. Ok Trần Đình. Người ta vẫn hay nói rằng là cái sự thành công ấy, đó là bao gồm 99% là mồ hôi và chỉ có 100% là cái sức sáng tạo thôi. Ồ, chúng ta quay trở lại với một cái cú đánh thực sự quá ngoắt ngoéo của cầu thủ Quang Huy. Tôi dùng cái từ ngoắt ngoéo vì chúng ta thấy là đây là một cái quả bi rất cơ bản. Tuy nhiên thì Quang Huy đã có một cái cữ ở tay ở gần băng và nó đã rất khó chịu cho Quang Huy, và Quang Huy đã thực hiện không thành công một cái cú ra tay bị quá ngoéo trong tình huống vừa rồi. Cũng minh chứng chúng ta thấy về cái việc luyện tập mà Hương Còi vừa chia sẻ. Quang Huy là một cầu thủ chuyên nghiệp, đánh rất nhiều năm và hàng ngày thì Quang Huy cũng vẫn luyện tập. Đây là một quả bi cơ bản, tưởng dường như rất là ngon nhưng mà chúng ta thấy là vẫn có thể xảy ra những cái sai số. Và một trong cái việc mà để chúng ta có thể đảm bảo được cái tính ổn định trong những cú đánh của chúng ta thì chỉ có một cái duy nhất, đấy là chúng ta phải luyện tập. Đó là 99% là mồ hôi đấy ạ. Rồi, vừa rồi thì chúng ta thấy một cái cú sút tê bằng tay phải là rất điêu nghệ của cầu thủ Tuấn Con. Tuấn Con là tượng trưng của một cái tay cơ mà có một cái thời gian dài luyện tập. Các bạn có thể theo dõi những cái kỹ năng của Tuấn Con rất hoàn hảo. Với cái tài năng, cái khả năng bẩm sinh có và với sự luyện tập thì các bạn cũng thấy là Tuấn Con không chỉ thực hiện những cái kỹ thuật khó bằng cái tay thuận của mình, mà Tuấn Con còn có thể sử dụng được bằng hai tay. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì các bạn cũng biết là cái kết quả thi đấu của Tuấn Con cũng không như mong đợi với những cái kỹ năng và cái khả năng của mình, thì nó còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Mà một trong yếu tố này đó là cái sự rèn luyện. Ngoài những cái kỹ năng ra thì chúng ta cần phải rèn luyện cả một cái lối chơi và cái lối tư duy. Không chỉ đối với cái hình bi mà lối tư duy với cái sự nghiệp bia. Và các bạn cũng có thể theo dõi là Tuấn Con đã điều chỉnh cái lối đánh của mình. Từ cái cú đề ba cho đến là cái nhịp đánh rất là kỹ lưỡng. Nguyễn Tiến Thành ơi, bàn bên cạnh thì Hán Văn Hiếu, Hiếu Thái Nguyên thì đã gặp Nguyễn Văn Hiếu là Hiếu Hippo. Tỷ số đang là 3-1. Rồi chúng ta quay trở lại với cái cú đề ba của cơ thủ có làn da màu nâu, Huy Đen. Thực ra thì Huy dạo này cũng trắng hơn rất là nhiều rồi. Sau cái thời gian bạn Huy bạn ấy ở nhà, bạn ấy đam mê cái sở thích mới của mình, đấy là chọi gà với vườn ao chuồng. Bạn ấy quay trở lại với bộ môn bia. Chính vì cái thời gian nghỉ ở nhà cho nên là Hương Còi cảm nhận là cái thể lực của Quang Huy đã tốt hơn nhiều. Cái dáng bóc cũng đã được tăng lên 7 cân. Làn da màu bánh mật rất khỏe mạnh.
có một cái sức khỏe này nó cũng giúp cho chúng ta có một cái trạng thái tỉnh táo ấy, khi đi thi đấu. Là tỷ số của hai Hiếu, Hán Văn Hiếu và Nguyễn Văn Hiếu đang là 3-2, và tạm thời thì Hiếu Hippo đang dẫn trước. Thái Nghiêm đi ra thì có hỏi là Nghệ An có ai tham gia không. Hà Tĩnh thì có một đại diện là Trần Đình, tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Trần Đình cũng đã phải dừng lại với cái vòng loại 1-3-2 rồi. Chúng ta vừa trong cái ván trước thì chúng ta vừa quan sát một cái cú sút tê bằng tay phải của Tuấn Con, và vừa rồi chúng ta cũng vừa thấy một cái cú sút tê bằng tay trái của Tuấn Con. Tuấn Con với cái thời gian luyện tập thì hai cái bàn tay, đôi tay của Tuấn Con thì đều có thể đánh giá chấm điểm là 1-8, 1-10. Tỷ số của trận đấu này thì vẫn đang là 3-3. Tuy nhiên thì cái lợi thế thì đang dành cho chàng trai đến từ vùng đất Sơn Tây. Dương Trường ơi, Thành Đen thì không tham gia giải này em nhé. Rồi các bạn có thể theo dõi một cái cú đánh dướn của Quang Huy. Một trong những cái điều rất là đặc biệt của Quang Huy đó là trong những cú đánh phải dướn đi thì cái khả năng dướn và cái khả năng thực hiện những cái cú đánh dướn của Quang Huy là rất tốt. Dưới góc máy quay như thế này thì cảm nhận là cái quả bi số 7 ra hơi dư mỏng, nhưng các bạn thấy là cái việc điều tiết cái quả cái của Quang Huy cũng rất là kinh nghiệm khi căn với cái má mép quả cái để có một chút sàng C qua lỗ 10 và mở má điều bi số 8. Và cái cú trô của Quang Huy vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là nó thể hiện cái cú trô của một người có kinh nghiệm. Tốt. Như vậy là Quang Huy một lần nữa lại là người tiên phong để gia tăng tỷ số trong trận đấu này. Một trận đấu rất hay. Chúng ta hãy cho một tràng bão like thật lớn cho hai cầu thủ và thả tim cho bình luận viên đi. Chúng ta thay đổi cái màu sắc ở cái giao diện màn hình phát trực tiếp một chút nhé. Nào, những ai ủng hộ cho hai cầu thủ nè và cổ vũ cho bình luận viên thì chúng ta thả tim một chút đi ạ, cho thay đổi cái giao diện. Anh kia chuyển giúp em cái hình ảnh ra góc rộng để xem cái hiệu quả cái cú đê ba của Tuấn Con nhá. Xem cái cách chúng ta xem là Tuấn Con đã điều chỉnh cái cú đê ba của mình ấy chưa. Rồi các bạn có thể theo dõi này. Rồi Tuấn Con trong cái thời gian vừa rồi thì với cái cú đề 39 hay 10 bóng thì đều đánh giá là chưa thực sự hiệu quả. Và riêng trong giải này thì Hương Còi quan sát là Tuấn Con đã có cái sự điều chỉnh rất là lớn trong cái cú đề 3 của mình. Các bạn cũng thấy là nó đã hiệu quả hơn rất là nhiều. Đảm bảo có bi ăn, đủ bi về bếp, bi hình kiểm soát tương đối tốt.
Bình luận viên thì đại đa số mọi người biết mặt rồi. Với cái phần phát trực tiếp của Magic Villa Shop thì chút nữa thì ban phát trực tiếp, nhóm phát trực tiếp của Magic Villa Shop thì cũng sẽ thực hiện một cái phần phóng sự nhỏ với hai trận bán kết và trận chung kết, thì chúng ta sẽ cài cái chế độ theo dõi đối với Magic Villa Shop nhất để chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng giải đấu và có một cái sự gần gũi tương tác với các cơ thủ của chúng ta nhiều hơn. Đã có lỗi xảy ra, một cái cú đôn hơi nhẹ và cái sự tiếp xúc của bi cái với bi số 5 đã bị ra dư mỏng rồi. Không thể tin được. Rất tiếc cho Tuấn Con trong một cái cú đề ba rất tốt như vừa rồi thì Tuấn Con đã để xảy ra một cái sai lầm không đáng có. Hà Trường xin chào, Hà Trường xin chào Nam Phạm nha. Bạn Bưởi đâu rồi, mấy ngày thi đấu này không thấy mặt ở câu lạc bộ. Rồi, cái phần tương tác này, số lượng khán giả của chúng ta cũng tăng lên rồi. Tuy nhiên thì Hương Còi vẫn cảm thấy rằng nó chưa thực sự tương xứng với những cái trận đấu lớn như thế này. Này, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ cái phần phát trực tiếp này về tường nhé. Và chúng ta cũng sẽ thường xuyên để chúng ta hãy kích vào cái phần phát trực tiếp và đặt chế độ theo dõi với Magic Villa Shop. Để mỗi một lần Magic Villa Shop có cái phần phát trực tiếp với những cái giải đấu như thế này thì chúng ta có thể không bị bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng những cái tài năng của các cơ thủ. Rồi, các bạn cũng có thể quan sát thấy cái lối chơi của Quang Huy. Sự bắt nhịp, tôi cảm thấy là Quang Huy ngày hôm nay đánh cái trận đấu này quá tập trung. Sự tập trung có thể hiện qua cái thậm chí từ cái dáng đi, cái cách nhìn cho đến cái nhịp nhấp gậy. Theo dự tính của ban tổ chức thì trận chung kết sẽ diễn ra vào khoảng tầm 5 giờ chiều ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đón chờ những cái trận cầu này lửa so tài giữa các cơ thủ để tìm kiếm hai cái cơ thủ xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Rồi, xin chào Quốc Khánh. Hôm nay chưa thấy Quốc Khánh có mặt tại câu lạc bộ Man Up, nơi đang diễn ra giải đấu tháng 6. Đây là một cái bước đệm cực kỳ tốt cho các cơ thủ của chúng ta trang bị những cái hành trang, những cái kỹ năng để bước cái tâm thái để bước vào vòng 2, vòng chung kết vô địch quốc gia năm 2018 được tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10 tháng 6 xin lỗi từ ngày 20 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6. Năm nay cũng là một cái năm rất đặc biệt. Năm nay thì chúng ta cũng sẽ có một cái giải dành cho cái thể thao của nước nhà, đó là giải Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Với các cơ thủ BA thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội để chúng ta lựa chọn những cái người đại diện cho các tỉnh để tham gia cái nội dung BILAT này. Và theo như thông tin được biết thì Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức nội dung thi đấu 10 bóng. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 12 năm 2018 này. Thì chúng ta cũng sẽ đón chờ nhé. Và chắc chắn là Magic Villa Shop cũng sẽ cố gắng gửi tới những cái hình ảnh của giải đấu đó tới các bạn. Số lượng khán giả của chúng ta đang tiếp tục tăng lên rồi.
Và xin thay mặt ban tổ chức cũng như là ban phát trực tiếp của Magic Blast Shop xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các quý khán giả đã hỗ trợ và tương tác rất tốt với cái giải đấu này. Các bạn có thể theo dõi cái trạng thái những cái quả bi trên bàn. Tôi vừa muốn nói tới quả bi số 8 đó. Đó là cái quả bi mà đang đứng chắn mặt bi số 5. Như vậy là cái thế bi ở trên bàn thì đang bị kẹt bởi bi số 8. Tuy nhiên thì cái cú A băng có một chút may mắn của Quang Huy đã đưa được bi số 8 xuống lỗ. Nhưng cái quả cái thì lại đang bị kẹt ở má bi số 4 và bi số 9. Quang Huy sẽ phải thực hiện một cú sút tê ở cái cự ly xa như thế này. Má rất thẳng. Vừa phải sút ăn nhưng vừa phải sút điều. Đây là một cú sút tê phải có cú lê. Như vậy cái điểm tiếp xúc ở quãng xa này thì rất khó chịu. Có được không? Tương đối tốt cái má bi như vậy thì Đức Hương có đánh giá đây là một cú sút tê là phải nói là tương đối tốt, tuy nhiên thì nó chưa phải là cú sút tê hoàn hảo. Xin chào đại ca Lê Trọng Ngọc. Chúng ta thấy là một cái cú sút tê tương đối tốt, vẫn ra được cái kỹ thuật cú lê với cái quãng bi rất khó chịu như vừa rồi. Và khoảng cách xa nếu mà chúng ta tiếp xúc để ra nhiều cú lê hơn thì quả cái rất dễ là bị chồm lên mặt bi số 2. Tuy nhiên thì Quang Huy cũng đã thực hiện cái quả bi này tốt nhưng thực sự là chưa hoàn hảo. Đây là cái góc bi mà trong buổi sáng ngày hôm nay Quang Huy có một cú A băng đã bị lỗi. Khi mà Quang Huy đã rất là tham để tính cái má A băng để quả cái chạm vào mép bỏng của bi mục tiêu số 3. Nếu như dưới góc nhìn của bình luận bên đây thì Hương Còi có một lời khuyên nhỏ nhỏ với Quang Huy là Quang Huy không nên chọn cái đường A mép bỏng của bi số 3. Vì với góc này rất dễ là kể cả chúng ta có chạm được mép bỏng bi số 3 thì cái quả cái rất dễ có cái sự va chạm với bi 4 và bi số 9. Nó sẽ bị quả cái sẽ bị ghìm lại ở đó và cái hình bi sẽ được mở cho tuấn con. Nếu như A móc đít lên thì sẽ hợp lý hơn. Hơi thiếu lực rồi. Và nếu mà chúng ta thấy là Quang Huy có một cái cú căn tốt thì có thể là quả cái sẽ có một cái độ có áp phê và trượt thẳng lên ôm trọn lấy bi số 4 và bi số 9. Tuy nhiên thì đó là về mặt phân tích thôi, lý thuyết thôi. Tuy nhiên để thực hiện được cái quả băng đó thì chúng ta thấy là cũng không phải là cái điều dễ làm. Hay quá Tuấn con. Việt Dũng, chào Nguyễn Việt Dũng đang ở Nhật mà update thông tin với anh em ở quê nhà. Rất là kinh luôn ấy, đặc biệt là cứ có trận bia nào là thấy lại vào. Dù ở xa quê hương nhưng mà vẫn giữ được cái tình yêu bia như thế là tốt rồi đấy. Rồi, số lượng khán giả của chúng ta lại dần dần tăng lên rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ cái phần phát trực tiếp này về tưởng. Một trận đấu hay như thế này mà số lượng khán giả của chúng ta thì lại ít thì thực sự là thấy tiếc nuối ấy. Chết đây, điện thoại hết pin này. Hương ấy mở tủ ra lấy cho chị cái túi của chị. Cho chị nhiều gì được. Anh ấy nói anh ấy chị đi sạc không thôi.
cứ lấy vào trong alo, mở ra trong ấy có cái sạc lấy đó, xong lại đóng lại. Chính xác rồi Việt Dũng ơi, chị không nói em thì nói ai. Hiện đang ở Nhật thì mua luôn cái cây gậy Mac đi. Mac là một thương hiệu gậy của Nhật Bản, chúng ta thấy là rất ok đúng không? Thương hiệu này thậm chí có thể đánh giá là có thể cạnh tranh được với Predator, rất là ngang ngửa. Một cái cú xẻ bi rất tốt, rất cảm nhận. Tại sao tôi nói là cảm nhận? Mà một cú xẻ bi Tuấn Con đánh với cái lực vừa vừa để đưa được bi mục tiêu vào lỗ và kiểm soát cái lực của bi cái. Tuấn Con đã giúp mình rút ngắn tỷ số với cơ thủ Quang Huy. Chúc mừng Tuấn Con. Trong thời gian gần đây thấy là cái cú đề ba của Tuấn Con cũng đã tốt hơn. Đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ, tuy nhiên lại thiếu một hột, thiếu một bi về bếp. Không có nick, có bình luận ở dài Hàn Quốc không? Ai mà tài trợ chị vé máy bay sang đấy thì chị bình luận. Tài trợ cho ban phát trực tiếp sang đấy thì sẽ đi ngay em. Hiệp ơi, trận anh Kiên thế nào? Trận anh Kiên thế nào rồi? Ai dẫn? Trận đấu giữa cơ thủ Kiên Pháp và cơ thủ Đỗ Khải. Cơ thủ Kiên Pháp đang dẫn trước cơ thủ Đỗ Khải là 5-4. Minh Vương Nguyễn nhé. Trận đấu giữa hai cơ thủ tên Hiếu, Hiếu Hippo và Hán Văn Hiếu, Hiếu Thái Nguyên thì Hiếu Hippo vẫn đang dẫn cơ thủ Hiếu Thái Nguyên với tỷ số là 4-3. Hôm còi xin cung cấp những thông tin cho các bạn là fan hâm mộ của hai bạn, ủng hộ cho hai bạn thì đây là kết quả tạm thời của cái trận đấu này. Nhã Hiệp Linh Tuyên Quang thì cũng là người đang đánh nhá. Linh Tuyên Quang đang gặp cơ thủ Nguyễn Quang Huy, Huy Châu. Không có nick cho đến giây phút này thì chỉ có một đại diện của miền Trung nữa là tham gia, đó là cơ thủ Trần Đình. Tuy nhiên thì buổi sáng ngày hôm nay Trần Đình cũng đã phải dừng lại ở với trận đấu lại trực tiếp ở lượt đầu. Cái cú sút tệ cực kỳ khó chịu. Người thì vừa về nhoài. Quả bi cái nằm rất gần với bi số 4, rất dễ có thể có lỗi xảy ra. Tuy nhiên thì Quang Huy đã không đưa được bi mục tiêu vào lỗ rồi. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng. Lý do sút tê đã là một trong cái kỹ thuật khó rồi. Chúng ta thấy là chúng ta nhồng đợi gậy từ trên cao đục xuống như vậy thì cái việc mà quả cái nó bay trên không nó cũng đã làm
giảm cái sự chính xác khi tiếp xúc với bi mục tiêu. Thêm nữa thì cái cữ để ra tay của Quang Huy gần như là không có khi mà bị cản bởi bi số 4. Quang Huy cũng phải sử dụng một cái dáng đứng rất là trớ trêu, một chân trên bàn, một chân ở dưới đất. Linh Vũ chính xác rồi em ơi, giải của câu lạc bộ Men Up, địa chỉ số 8 ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh nhé. Bạn Nguyễn Đắc Bình An Đam rồi cũng đã phải dừng bước trước cơ thủ cường của Ninh Bình trong cái trận đấu loại lượt 2 vừa rồi rồi em ạ. Ok. Nhã Hiệp bạn hỏi Trung Xuân Lai. Trung Xuân Lai chị chưa biết cái tên này. Một là có Trung Lạng Sơn, hai là có Mạnh Xuân, còn Trung Xuân thì chị chưa biết. Một là Mạnh Xuân, hai là Trung Lạng Sơn. Hay là Trung Lò Xo gọi là Trung Xuân. Một cái quả đánh, một cú đánh căn góc sát mông rất nguy hiểm, nhưng lại cái ra vị trí cực kỳ tốt. Người ta vẫn nói rằng là trong cái nơi mà ẩn nấp tốt nhất, đúng không? Cái nơi mà nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Và vừa rồi thì Tuấn Con đã quyết định thực hiện một cái cú đánh bằng đầu gậy, thể hiện là một cái người có những cái kỹ năng cơ bản rất tốt. Tỷ số đã được san bằng rồi. Trung Lạng Sơn đâu có xoăn. Trung Lạng Sơn thì buổi sáng nay đã phải chịu dừng bước trước cầu thủ cùng tên, cầu thủ Lê Quang Trung. Một cái cú đề pha không tốt của Quang Huy, tôi cảm nhận như là Quang Huy sẽ có một chút lỏng, chín quả bóng này chưa được côn khít nhau, thế cho nên là nó cũng đã tác động rất nhiều đến cái cú đề pha của Quang Huy. Thế gì vậy? Tấn Con mở má tương đối nhiều trong cái cú đánh này. Nhã Hiệp ơi, ở cái góc xa như này thì chị Hương còn không thể cập nhật được tỷ số của trận Linh Tuyên Quang nhé. Chính xác rồi Tuệ Tâm, chị cũng đồng tình với cái comment của em vừa rồi. Thế nhưng Tuệ Tâm có một sự quyết tâm, như Huy Đen thì giải nào cũng vào sâu. Đấy là cái điều mà chị Hương còn cũng nhận định, cũng rất là đồng tình với em. Và không chỉ đối với em hay chị mà rất là nhiều anh em trong giới cũng đã có những cái nhận định như vậy.
chọn cái đường điều đơn giản, hiệu quả. À, với cái góc độ của bịt cái với bịt số 4 này thì vẫn còn có thể có hai cái đường đánh. Một là đưa 4 về lỗ 10, chỉ cần đánh bằng má thôi là xong. Hai là có thể đưa 4 vào lỗ tiếp bằng một cái kỹ năng cung lên. Hải đang nói chị Hương còi từ bữa giờ vẫn nói là đai tăng ca đấy. Cũng chưa nói nhầm cái thương hiệu đồ ăn này đâu. Đây cũng là một trong cái nhà đồng tài trợ cùng với Magic Glass Shop trong cái giải đấu của Man Up. Chúng ta hãy cho một cái chàng pháo tay cho một cái cú chém rất mỏng của vấn con trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì không được may mắn rồi. Rồi kiểm tra kỹ năng sút tê của tấn con nhé. Đây cũng là một cú sút tê chọn điểm rơi. Bởi vì đi cái hay là bị cản mặt bởi vì số 9 thì quãng đi cái rất tốt. Một cái cú sút tê điểm rơi của tấn con tương đối là tốt. Cái quãng đi cái tới bị cản mặt bởi vì số 9 nó dài hơn từ đi số 9 đến đi số 6. Hoàng Nguyên, anh Kiên Pháp vào vòng trong vẫn đang đánh tiếp em nhé. À, một cú sút tê quá phê. Chúng ta cũng vừa xem lại cái tình huống vừa rồi. Tốt quá tấn con. Đấy, khả năng để đánh những cái bi khó của tấn con thì chúng ta không cần phải bàn nữa. Tuy nhiên thì trong những bi dễ thì tấn con cũng hay là chủ quan. Một cú ra tay hơi xịt hơi nhiều. Có vẻ như tấn con cũng chưa thực sự hài lòng với cái má mở đều bi cái ra đi số 9. Cái góc độ chúng ta nhìn qua máy quay thì đây không phải có đi quá khó, nhưng ở trên cái bàn thực tế thì nó hơi vênh. Rồi, vẫn không có vấn đề gì. Hồn Ninh ơi, đánh thi đấu dài mà cười là mình bị thả lỏng cơ thể quá là không. Nó giảm nó bớt cái độ tập trung đi đấy. Một cái ván đánh quá hay của tấn con khi mà tấn con xử lý rất nhiều bị khó. Rồi, anh Kiên giúp mà chuyển cái máy quay sang hướng tấn con một chút để chúng ta xem cái cú đề ba của tấn con nhé. Ok. Nguyễn Tiến Huy có khen là thể lực của các cầu thủ tốt quá. Chắc chắn rồi, đánh 2 ngày mà liên tiếp với những trận đấu rất căng, không những thể lực, trí lực, chúng ta thấy là cái thần kinh cực kỳ vững. Phải vững, bởi vì lúc nào mình cũng giữ một cái trạng thái đánh phải căng, phải rất căng. Các cầu thủ mà không giữ cái thần kinh nó căng chưa chắc đã đánh được gì, nhưng mà để căng quá thì rất dễ bị đứt dây đàn. Nên là mình muốn có một cái trạng thái thi đấu nó vừa tập trung nhưng nó cũng không quá bị căng thì mình phải rèn luyện nhiều. Thank you.
Bạn đã nói rằng Tuấn con đánh mắt nhắm thịt. Đánh mắt nhắm thịt thì sao mình nhắm được? Thì có thể là khi thứ nhất là cái Tuấn con là một chàng trai có đôi mắt một mí, thứ hai là Tuấn con bây giờ là cũng nặng gần 100 cân rồi, nó cũng làm cho mắt của Tuấn con nhỏ lại. Cái việc nhỏ lại nó cũng có thể giúp cho cái đường ngắm của Tuấn con nó, cái tia nó chính xác hơn. Đấy, rất cảm ơn cái lời khen và lời động viên của bạn Nguyễn Tiến Đông. Tốt Quang Huy, một cú băng cắt góc và lực rất tốt. Ý tưởng trong suy nghĩ của Quang Huy đã biến thành hành động, và cũng ép cho Tuấn con phải hành động thực hiện một lần nữa bằng cái kỹ năng cầm gậy ngắn của mình. Cú sút tê tương đối là tốt với cái quãng bi, chúng ta thấy là sút qua hai cái quả bi vật cản cách nhau khoảng tầm một quả rưỡi. Đây là một cái kỹ thuật sút tê rất khó chịu với cái người đánh tay. Vừa rồi Tuấn con sút tê nó hơi bị đứng, nó phải vênh người một chút để căng cái điểm rơi. Trong cái tình huống vừa rồi chúng ta thấy là nhảy qua cái bi vật cản đã rất khó chịu rồi. Tuy nhiên thì cái điểm rơi của Tuấn con chúng ta thấy là rất cảm nhận. Một cú thủ bi quá hay của Quang Huy. Các bạn có thể nhìn rõ hơn như từ cái góc độ này. Nguyễn Tiến Huy ơi, anh Quang Trung thì đã vào vòng trong rồi, cũng đang chờ đợi để chuẩn bị đánh tiếp đây. Nguyễn Giang là ai nhỉ? Có phải là Giang Nga không? Tiếp tục lại thủ bi, một cái quãng bi từ phía xa tay thì côn thì Quang Nghĩa thực hiện cái quả bi này, không coi cũng nhận định là quả thủ bi tương đối tốt rồi. Không tham gia Nguyễn Giang ơi, hôm qua thì Hương Còi phải đi họp đến gần 1 giờ mới quay trở về câu lạc bộ để tham gia bình luận thôi, chứ còn không đánh giải được. Đúng thực sự là một cái màn so găng rất cân tài cân sức, một người đi thủ bi và một người gỡ thủ, cả hai người đều rất hay và đều làm tròn cái công việc của mình. Cái vị trí của nó đang nằm giữa lỗ như thế này để có thể hỏng rồi quyết định đánh lỗ 10. Vì cái đen trước khi là một tay cơ chuyên nghiệp thì mọi người cũng biết đến cái danh tiếng của Huy Đen là một cơ thủ đánh bia lỗ rất là tốt. Tuy nhiên thì hôm nay thì không có quan sát với nhưng còi con sát với hai cú đánh má mỏng của lỗ 10 thì Huy Đen thực hiện đều không thành công, có lỗi xảy ra rồi, bị tạch cơ rồi. Nguyễn Tiến Đông với chị Hương Còi chơi bi sơ sơ thôi, biết một chút xíu. Việt Cường Cường Ninh Bình thì vẫn đang đánh em nhé.
bạn anh gì đấy, Indista. Phải trăm tiếng nhé. À, bạn Tú Trần đã hỏi về nhà tài trợ chính thức của giải Men Up này. Thì ngoài câu lạc bộ Men Up mình tổ chức thì chúng ta có hai nhà tài trợ chính thức cho giải đấu này, đó chính là Magic Billa Shop và thương hiệu dầu ăn hướng dương Daikanka. Với cái sự đồng hành của hai nhà tài trợ này thì nhà vô địch sẽ được hưởng trị giá giải thưởng là 20 triệu đồng và một suất tham gia giải Golden Break được tổ chức tại Malaysia vào trung tuần tháng 10. Xem qua phát trực tiếp thấy được. Ok, Nguyễn Tiến Đông, chị sẵn sàng thôi. Em có dịp thì xin mời em về tham quan và chị em mình giao lưu tại bên số 8 ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh nhé. Rồi một cú đánh thực sự hụt hẫng cả về mặt trái tim lẫn tinh thần, đó là một cú đánh bị tạch cơ. Có lẽ là không có cái gì bực mình bằng cái việc mà chúng ta truyền hết lửa vào đôi cánh tay thì nghe cái bách một cái bị tạch cơ. Đấy là một trong những cái rủi ro khách quan mang lại, là không một cái cơ thủ nào khi chơi bia mà mong muốn bị cả. Và vừa rồi thì Tuấn Con cũng vừa phải lãnh chọn cái việc rủi ro đen đủi đó. Nguyễn Trường ơi, anh Kiên Pháp có đánh và anh vẫn đang đánh ở các bàn bên cạnh. À, với cái phong độ thi đấu của anh ngày hôm nay thì chắc chắn là các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cái phần thi đấu của anh ấy qua phát trực tiếp rồi. Cái tốt Quang Huy, như vậy là tỷ số đã được san bằng. À, đúng là cái trận rượt đuổi, sát nút, bám đuổi. Một cái trận đấu bia mà chúng ta có thể hình dung nó như là một cuộc thi chạy marathon 100m, tốc độ rất nhanh, rượt đuổi nhau, bám sát. À, xin thông báo với những cái fan hâm mộ của cơ thủ Đỗ Thế Kiên, tức là Kiên Pháp, anh Kiên Pháp đã có một trận thắng tiếp theo. Anh đã lọt vòng trong rồi, chút nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái phần phát trực tiếp với những cái đường cơ tuyệt mỹ, rất khoa học, thông minh của cơ thủ Kiên Pháp. Eo ơi, Đặng Tiến Đông ơi, em đang ở đâu rồi? Bao giờ về Việt Nam chị em mình gặp nhau? Em đợi đến lúc mà em về Việt Nam chắc thì chị Hương Còi quên mất bộ môn bia là cái gì rồi. Chính xác rồi, Tuệ Tâm ơi, có thể ví đây cũng là một trong những ván bản lề rất quan trọng. Khi Tuấn Con có thể dẫn trước cái tỷ số là 7-5, đây là một cái ván mà giúp cho Tuấn Con nâng cái hiệu suất của cái việc mình thắng lên, tỷ lệ mình thắng lên khoảng tầm 80% thì lại bị tạch cơ. Anh Quân còn vào. Anh Quân chơi. À thế à? À, có một số bạn đang quan tâm tới cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. À, anh Đỗ Hoàng Quân cũng đã phải dừng bước trước một tay cơ được xếp hạng B là Yuki Yuri Nguyễn. À, trong ván trong trận đấu đó thì anh Quân chấp Yuri Nguyễn với tỷ số là 8-2. Ờ, Nguyễn Tiến Đông ok, nhưng mà em đang ở đâu vậy? À,
sắm 10 cái, 10 về nhà 10 người. Rồi trận đấu đang ở những cái ván đấu sau cùng. Theo như người ta nói cái chạy marathon nước rút thì đây là cái quãng chạy nước rút đây. Và như trái ngược với chạy thì những cái ván nước rút này thì trong marathon thì cần phải tăng tốc độ. Tuy nhiên thì với Bia thì trong những cái ván nước rút này thì lại đòi hỏi các cơ thủ của chúng ta cần phải điều chỉnh nhịp đánh chậm kỹ, kiểm soát về sự tập trung của mình. Cái mà chị Hương Còi nghĩ là cần thiết nhất đó chính là cái sự tỉnh táo để mình phân tích tình huống và lựa chọn những cái quyết sách cho việc chúng ta điều bóng, và cũng cần thêm một cái bản lĩnh thi đấu. Có những người chia sẻ rằng là vào những cái ván đấu sau cùng này thì tim đập chân run lắm, thần kinh lung linh, trái tim thì rung rinh. Và cái việc mà cái Hương Còi cảm nhận là chắc là máu trong cơ thể lúc này nó lưu thông hơi bị mạnh, khiến cho tim chúng ta đập nhanh hơn bình thường. Và nó cũng ảnh hưởng tới những cái cú ra tay của chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng cần phải điều chỉnh, chúng ta chậm lại, có cái thời gian chúng ta điều chỉnh lại cái nhịp thở để có thể thực hiện mỹ mãn hơn. Tùng Hít thì đã thua rồi. Tùng Hít hôm qua có đánh nhỉ? Chị Hương Còi cũng chưa kịp cập nhật bởi vì là hôm qua thấy Tùng Hít có mặt ở câu lạc bộ, nhưng không biết là Tùng Hít có đánh hay không. Lợi thế có vẻ đang dành cho Quang Huy rồi. Tiếc tôi vẫn quay trở lại với cái cú tách cơ hụt hẫng của Tuấn Con, cái bắn bản lề đối với Tuấn Con để gia tăng cách biệt tỷ số thì Tuấn Con đã để bị tách cơ. Chỉ còn 2 bi thôi. Thôi giải đấu này chúng ta không bấm giờ, cho nên là các bạn cứ chậm lại mà đánh, chậm nghĩ thật kỹ rồi làm. Chứ đừng vừa nghĩ vừa làm rồi đến lúc mà chúng ta xảy ra nhiều những cái lỗi lầm. Chính xác thầy Trương Đăng Linh này. Mà chỉ vì một cái cú tách cơ thì chúng ta thấy là Tuấn Con đã trao lại cơ hội hai ván cho Quang Huy. Rồi các bạn hãy quan sát cái cú cân bi của Quang Huy nhé. Rồi, các bạn có thể quan sát một cú cân này. Chính xác đã giúp cho Quang Huy sửa lỗi cái ván bàn này. Một cái cú cân cực kỳ quyết đoán, người chấp nhận trong cái khoảnh khắc một là thắng hai là thua, và Quang Huy đã làm được cái điều rất khó khăn đó. Chị Hương Còi thì hay chơi ở câu lạc bộ Men Up ở số 8 ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội, và Đặng Tiến Đông nếu như mà có điều kiện về Việt Nam thì em có thể qua cái địa chỉ như chị vừa cung cấp.
kỹ lại tuần con nào. 2, 4, 6, 7 quả bi. Và 8 quả bi trên bàn thì Thuấn con đã giải quyết được một quả rồi. Trong những cái giây phút rất căng thẳng như thế này thì đã là con người ai cũng sẽ có những cái sao xuyến. Tuy nhiên thì em hãy thể hiện được cái bản lĩnh, cái đẳng cấp của mình đi. Một người đã được trải nghiệm rất nhiều những cái trận đấu lớn trong nước, ngoài nước. Bán bị xà rồi, xuống thấp, mở đường góc luôn. Có một chút may mắn không? Không may mắn rồi. Trương Đặng Linh ơi, chị Hương còi không thích đi dép. Chị Hương còi chỉ thích đi dép xăng đan thôi. Nếu như mà em mang tiền đến thì em phải mang cả tiền vàng điện thoại kim loại đến. Còn tổ ong thì em mang về được. Rồi. Tiến Đông, em chưa biết mặt chị, an tâm là em sẽ biết mặt đấy. Em để cái chế độ theo dõi với Magic Villas Shop. Và chút nữa thì trong những trận bán kết này thì chị Hương sẽ xin phép lên hình trong ít phút để có thể phỏng vấn trực tiếp những cái cơ thủ xuất sắc bước vào trận bán kết và chung kết trong ngày hôm nay. Thực ra thì với cái cú đánh của Tuấn Con vừa rồi, đây là một cú điều nếu như trên cái bàn nỉ mới thì nó đã ra một cái quãng đi rất đẹp rồi. Tuy nhiên thì với nỉ, xin lỗi, trong cái bàn nỉ cũ thì nó đã ra quãng đi đẹp. Tuy nhiên thì trong bàn nỉ mới thì chúng ta thấy là cái nỉ mới vẫn còn những cái nến ở trên bàn, nó làm giảm cái ma sát và tăng độ trượt của quả bóng cho mỗi một cái lần tiếp xúc vào băng thì quả bóng nó lại xả thêm một tí và cái góc nó lại mở rộng hơn một chút, thì chúng ta cũng thấy là có những cái rủi ro đối với Tuấn Con. Cơ hội cho Tuấn Con vẫn còn. Chính xác rồi, có một bạn nhận định là đây là cái quả key shot, chính xác là như vậy. Cái quả chìa khóa trong cái tình huống này. Tuy nhiên Huy Đen đã thực hiện một cái cú đôn nhẹ bi bị dư mọc. Dĩ nhiên là nỉ mới thay trôi nhanh hơn rồi. Không những nó trôi nhanh hơn mà nó khi mà quả bóng có áp phê và băng thì nó lại bị trội nhiều hơn nha em. Vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rất rõ điều đấy. Nam Phạm ngồi ở nhà chỉ rung cây thôi sao mà kêu rung. Chị Hương coi thích cái ván này rung hơn để cái tỷ số của trận đấu cân bằng là 7 đều và chúng ta sẽ đi đến ván chung kết đầy áp lực. Và chắc chắn là các cầu thủ, cái người trong cuộc cũng sẽ rất rung rinh và bản thân là các khán giả của chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm với cái giây phút giật tung lên, đúng không? Nói vui một chút là như vậy. Rồi chúng ta sẽ hòa cùng cái ở đâu này. Trong lúc xếp bóng thì nhờ anh Kiên là chuyển cam tới cái không gian câu lạc bộ một chút để thả lỏng. Chúng ta hãy đến với cơ thủ Tuấn Con này. Chúng ta xem cái trạng thái khuôn mặt Tuấn Con này. Đánh rung hả? Trương Đắc Linh lại ra độ linh tinh rồi. Không không có độ đạt gì đây nhá. Thể thao của chúng ta là hướng tới chúng ta phải đánh với tinh thần thể cao nhá. Thao rất là cao. Rồi các bạn có thể theo dõi và cơ thủ Quang Huy. Người sẽ thực hiện cái cú đề pa sau cùng của cái trận đấu này. Có hình không? Có hình không?
đủ bi mục tiêu về bếp rồi. Tuy nhiên đúng là ván chung kết, đúng là ván chung kết và có tình huống ngay từ phút đầu tiên. Nghĩa Quách Tĩnh ấy, giải này là không tính theo khoai, là cái câu thông điệp của nhà tài trợ và của câu lạc bộ Men Up đấy là may túi ba gang mang đi mà đựng rất nhiều thứ, cho nên chúng ta phải may những cái túi rất to. Bởi ngoài 20 tấn khoai mà như em hỏi thì cơ thủ của chúng ta sẽ được chắp một cái đôi cánh để bay sang đất nước Malaysia để tham dự giải Golden Break. Đây là một cái suất duy nhất dành cho, được tài trợ dành cho ai vô địch của giải đấu này. Thế nó mới đúng chính tính chất của cái trận chung kết chứ, đúng không Nam Phạm? Cái hình khó như thế này nó mới có cái sàng co mới thú vị. Còn ra hình luôn thì hụt hẫng lắm. Có vẻ như là có nguyên mãn, một cầu thủ bi chưa được tốt, cần đến đôi bàn tay rất nhuyễn của Tuấn Con trong cái tình huống này. Có thành công không? Quá hay, một quả đi đánh quá xuất sắc, vừa khó má mỏng nhưng Tuấn Con đã đưa được bi vào lỗ và dìm được cũng rất tốt. Nghĩa Quách Tĩnh ơi, không phải cặp chung kết mà chỉ có người được vô địch thôi sẽ được nhà tài trợ tặng cho một đôi cánh để bay sang Malaysia tham gia giải Golden Break. Chúng ta chỉ cần Tuấn Con chậm lại một chút là Tuấn Con có thể tiễn Quang Huy trong cái giải này. Tuệ Tâm nhắc nhỏ Tuấn Con là phải boiler kỹ vào, đừng để tạch cơ. Vinh má đánh đè vào cái vinh. Một chút sai lầm đã khiến cho Tuấn Con lại phải làm việc khó. Nhảy luôn. Nguyễn Hoàng Yến Nhi cổ vũ thầy mạnh thế. Hoàng Nguyễn ơi, Ngọc Lệ thì có tham gia, tuy nhiên thì giải này Ngọc Lệ thi đấu cũng chưa thực sự là may mắn và Ngọc Lệ đã phải dừng bước trong ngày hôm qua rồi. Với những cái ván đấu sau cùng như thế này mà cái quãng bi này cũng giật đấy chứ không hề dễ đâu nhé. Vừa xa mà chỉ cần thở, đang nhịn thở mà thở một cái là làm cho tay rung rồi. Cứ đứng thở, thở như khi nào nhịn thở thật đều đi rồi hạng đánh. Chứ mà để cho tim đập nhanh nhưng thở dốc mà đánh là rất dễ bị lỗi. Tôi đã vừa nói rồi, đã bảo là đứng thở để điều tiết nhịp thở đi mà. Cái giải đấu của chúng ta câu lạc bộ thì chúng ta không thực hiện cái hình thức bấm giờ. Một số những cái giải, ví dụ như trong vừa rồi các bạn xem cái giải đôi World Team vừa rồi đấy thì đã bấm tính cái bấm giờ và thời lượng cho một cái cú đánh là 30 giây. Vâng, rất là tiếc cho Quang Huy. Tôi đã nói là Quang Huy đứng lại thở cho thật kỹ đi đã, để cái nhịp thở của mình ổn định thì sẽ đánh. Thì Quang Huy đã không thực sự kiểm soát được cái sự ổn định của mình trước khi thực hiện cái cú ra tay điều vi số 6. Như vậy là chúc mừng cho Tuấn Con.
và Tuấn Con đã góp mặt trong cái trận thi đấu tiếp theo. Và xin chào đặc biệt với Quang Huy trong giải đấu này. Hẹn gặp lại bạn trong những cái giải đấu tiếp theo. Và chúc cho Quang Huy với cái giải đấu này thì Quang Huy đây là một bước đệm tốt để Quang Huy bước chân vào trong giải vô địch quốc gia vòng 2. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần bình luận của Hương Còi cho Magic Blast Shop. Và chút nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái trận cầu này lửa sau nhé. Bây giờ thì xin phép để chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút. Xin chào.